Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Buổi chiều hôm nay em đang lên trên đồi thì đi xem những cái cây đào ở nhà em. Thì hôm nay đi qua một cái đồi nhà anh ấy thì thấy anh ấy trồng rất là hay này các bác ạ. Trồng đào ở trên đỉnh đồi, trên sườn đồi này. Rất là hay nhá. Nếu như các bác nào mà trồng ở trên đồi ấy, thì các bác cũng có thể học hỏi theo làm theo như này này các bác. Đấy, dùng cái cốc nhựa mình hay uống nước mía, mình chụp nó vào trên kia thì nó sẽ hạn chế được cái gãy cây này, hạn chế được dế nó cắn này. Đấy, làm như này thì khá là hiệu quả đấy các bác. Em cũng rất là bất ngờ nên là em quay luôn lên cho mọi người xem để mọi người cùng học hỏi nhá. Là trồng các bác trồng ở trên đỉnh đồi ấy. Đấy. Những cây đào rừng, đào phai năm cánh của Lạng Sơn. Đấy, trên trên kia là đồi đấy các bác. Đồi trồng bạch đàn. Thì ở dưới mạn mạn sườn ở chỗ này thì là trồng đào. Đấy, úp những cái cốc này vào này các bác. Đấy. Cây nào cũng thế nha các bác. Úp cốc vào như này thì hạn chế được cỏ này, hạn chế được dế cắn này, hạn chế được cho cây nó bị gãy, đỡ bị gãy. Đấy. Nhìn rất là hay nhá, sáng kiến rất là mới mẻ. Em quay lên cho mọi người xem. Cái này thì trồng là cây cách cây tầm độ 2 mét rưỡi các bác ạ. 2 mét đến 2 mét rưỡi. Đấy. Đây này, cây trồng ở trên đỉnh đồi đấy nhưng mà cây cũng bé tí thôi các bác. Chỉ cao tầm độ nửa gang thôi, giống như cái cây em xuất bán đi cho các bác thôi. Đấy, nó không cao hơn nhiều đâu. Tại vì trồng những cái đào như này thì trồng từ nhỏ như này thì nó sẽ không bị chột các bác ạ. Nếu như các bác mua cái cây nó cao tầm độ gang, hai gang tay rồi ấy, cao tầm 40 đến 50 cm rồi thì trồng rất dễ bị chột. Đấy, trồng loại nhỏ nhỏ như này thôi, bây giờ nó vươn lên thì rất là tốt. Đấy, cái ngọn nó vươn lên này các bác này. Nhìn rất là xanh mướt luôn, thì vài hôm nữa lên đến tầm này thì nó sẽ phát tán ra. Đấy. Nhờ em cũng đã gửi cây đi rất là nhiều và em khuyên mọi người lên mua những cái cây thấp như này thôi. Không nên lấy những cây cao. Lấy cây cao về thì nó rất hay dễ bị chột. Đấy. Bản thân ở khu vực em này này, mọi người trồng cũng thế thôi, trồng trên đồi ấy, trồng chỉ trồng những cái cây nhỏ nhỏ như này thôi, nó mới không bị chột. Ở bên dưới đây thì là đường cao tốc này các bác, đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Đấy. Còn bên sườn sườn đồi này thì là trồng đào. Đấy. Rất là hay nha các bác. Cái video này em quay ngắn đến đây thôi để giới thiệu với mọi người cái cách làm rất là hay. Để cho mọi người nếu mà có ý định trồng thì các bác học hỏi lên nha, trồng như này này. Đấy, những cái cốc nhựa này thì rẻ thôi. Vài trăm một cái, khi vứt ở đường đầy. Các bác chụp lên như này thì cái cây đào nó lớn, nó rất là ổn định. Đây. Đấy, các bác xem. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhá. Em xin chào toàn thể các bác ạ.